bao nhiêu nước
được thánh ông ban cho từ đây chúng con giàu sang, phục lại cho thành đồng quê ông con ghi nhớ mãi. Cúi xin ông về ban tài tiếp lộc để đón vương ông về tổ đội
gian ban lộc tài cho đồng vô hạn. Đoạn
chương đúng đó hoàng mười thương ai vất vả đoạn trường gian nghi nan càng lắm hoàng thương cho càng nhiều chứ hoàng thương cho cho mọi điều qua cơn bi cực thời chiều mà thái lai chim hôn đi đã phải cầm lông cau non thuốc lá chiều long hoàng ăn nghỉ chơi hoàng vẫn du hoàng vẫn du góc bể chân trời đúng đó hoàng người vân du góc bể chân trời công đô khang trang và lịch sử bằng nơi đền này nơi bằng ghế hoàng đây vẫn chưa hết lộc tài ghế hoàng đây vẫn chưa hết lộc nghỉ tài độ cho hoàng độ cho đắc lộc sai tài đúng đó hoàng mười độ cho đắc lộc mà sai tài thọ an phú quý trong nghi ngoài hành nghỉ thông xuân hạ thu đông hoàng cho bốn mùa xuân hạ thu đông thu đông hoàng tiếp lộc hạ xuân hoàng tiếp nghỉ tài chứ xuân hạ xuân hoàng tiếp nghỉ tài vẫn du hoàng vẫn du.
đâu khang trang và lịch sự bằng ở nơi hoàng tang lịch đồng chứ nơi bằng nơi đền này. Bao giờ hồng lịch thời có cạn nước nhưng tân hoàng minh vẫn chưa hết lộc tài, tân hoàng minh vẫn chưa hết lộc tài. Hoàng độ cho, hoàng người độ cho tân hoàng minh bắt lộc sai tài. Đúng đó, hoàng người độ cho tân hoàng minh bắt lộc mà sai tài. Họ thang phú quý trong đi ngoài hành nghỉ thông, cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Hoàng cho bốn mùa xuân hạ thu đông, thu đông hoàng người tiếp lộc, hạ xuân hoàng tiếp nghỉ tài, xuân hạ xuân hoàng tiếp nghỉ tài. Trên trời vằng vặc ngôi sao, trên trời vằng vặc ngôi sao, trời nam chói lọi anh hay hào cổ xưa. Thương người giàu dài nắng chưa nặng lòng. Hoàng người chứng lâm chứng lộc cho thanh đồng, cho cầu nên ước được trong gia chung được thuận nghị hòa, trong gia chung được thuận hòa. Chỉ mặt có tấc gang, tu nhân tích đức vẻ vang gia đình. Muốn cho cây xanh tốt như lá cành, tu nhân tích đức ông mười để dành tâm cho. Người ơi, này người ơi, đừng ngại mà chờ lo. Người ơi, đừng ngại mà chờ lo. Cõi tu bề rộng, theo gió cũng tới nơi. Con người ta sống ở trên đời, tiên dòng bạc chảy để rồi mà làm chi. Sao chờ hoàng xóa tan sạch nghĩ lầu. Thủy chung hiếu đạo mà trước sau, mở đường nhân nghĩa bắt cầu vinh hoa.
cho ông cho rộng cửa cao nhà đúng đó hoàng mời cho rộng cửa cao nhà cho buôn nhi may bán đắt lộc để đa thịnh cường chi đa để đa hoàng thương cho càng nhiều, hoàng người thương cho càng nhiều. Chở che, chở che, che chở cho mọi điều. Hoàng người chở che, che chở cho mọi điều. Qua cơn bi cực tới chiều mà thái lai. Rồi ông lại tiếp tài chiều với tối cạn nhưng sớm mai hoàng cho lại đầy chỉ đến sớm mai hoàng cho lại đầy nhắc ai nhớ lấy câu này nhắc ai nhớ lấy câu này càng nhiều tâm đức trời lượng bề bao la lòng trời lượng bề bao la đuốc thần chiếu rạng hải hà sơn khê hoàng người đã thương thì vạn sự chẳng nề trăm điều tranh lệch hoàng kế cho lại bằng chứ hoàng người kế cho lại chứng tâm chứng lộc cho thanh nghi đồng cho cầu nên ước được trong gia chung được thuận mỹ hòa chứ trong gia chung được thuận mỹ hòa các cô quạt nước pha trà quần nỉ tiên múa hát sướng ca họa trầm cô dâng lên chiếc quạt trầm nghiên vàng bút ngọc ân nhi cần phát thai chị đâu lược hàng chân giật phản văn hài cô cả dâng ông điếu ngực cô nàng đôi đi theo gối xếp theo sau tiên cô nàng bá gối xếp mà theo sau đất lệ quê thỏi cô tư tên trầu rước ông mười sơi tiên cô nàng năm dâng già gương soi còn cô nàng sáu đứng ở bên ngoài chút rượu hầu ông dâng đoá huế hồng tiên cô nàng bảy dâng đoá rước ông mười lên tiên cô nàng chín sắt nước mà hương trời tiếng kêu cô chín thổi sắp cứ đầy vơi lòng hoàng thò thè ăn vàng tiên cô nàng mười thò thè ăn vàng thơ ngâm một khúc khiến lòng hoàng lâng lâng còn đôi cô chứ còn đôi cô bài bông 12 các cô tiên nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng rẽ áng mây vàng trên thương thiên rẽ áng mây vàng cưới con xích để đón ông hoàng người về chân phủ Nghệ An khi trăng trong khi
sang trong hoàng lên đầu thân ngoạn nghiệp họa cơ tiên hỏi chuyện cũng ngỡ ngàng cớ sao lại gọi trăng già đúng đó cớ sao lại gọi trăng già ở chơi chốn đỏ nay đã bao năm ai là bạn chi âm thăm viếng nhìn xuống nhân gian còn vườn tình ngờ trắng cớ sao lại gọi chị hằng ở chơi chốn đỏ chi bằng mà xuống đây xuống đây vui cùng hoàng thập vài giây cho thỏa lòng vây vài giây cho thỏa lòng chờ trăng nghỉ chờ là chờ trăng chờ ai mà thở mượn cánh nhạt nhắn gửi câu thơ tới cung quảng hỏi tiên nữ sao nàng không ra ngự chân gian ta cùng nàng vui bài trẻ em cạn nhìn cung nghi quàng tiên nữ thu mây đáp lại quan hoàng hẹn người quân tử khi về đây ba ngày cho thỏa đêm ngày mong từng giây được cùng hoàng nhất cho thật say quan hoàng nghe tiếng chữ vỗ tay miệng cười mừng vui mười ba năm buổi kia con mặn gừng đã cay chín tháng còn cay hoàng thương cho tình nặng nghĩa dày hoàng mười thương cho tình nặng nghĩa dày xa xôi ở trong xứ nghệ không cũng ra đây ngự đồng chứ cũng ra đây xem thơ
lại vỗ tay cười, hỏi rằng các ở ngoài tỉnh Bắc có nhớ Đức Hoàng người trong tỉnh Nghệ An. Trong xứ Nghệ vui nhất có chợ Vinh, đẹp nhất chỉ có đầu mình thì tới anh linh có đêm quan hoàng. Tình yêu
bàn gió sương sau thương sau thương ông đồ bốn phương yên bình ô tang tình tang tình mà tang như tình ô tang ô tang bảy thương về ngọc đoan trang mà loanh quanh nơi ông hoàng mười.